Ê, hôm qua mấy bạn lãnh lương đúng không? Vậy thì vào bếp làm ngay cái món ngon ngon này cho mấy đứa nhỏ nó ăn đi Mấy đứa nè. nhỏ ăn xong thì mình cũng phải làm luôn một tô chất lượng nha các bạn. Bạn có thể mua nguyên con cua, còn mình thì mình mua cái càng không như thế này nè các bạn. Rồi mình mua thêm một ít tôm nữa. Tôm thì mình sẽ chia ra hai phần như thế này Bây nha. giờ mình cho một ít dầu màu điều lên để mình phi tỏi cho thơm. Phi tỏi thơm thì mình sẽ cho cái đầu tôm vào mình nấu trước. Mình xào cho nó thiệt là săn lại, sau đó mình sẽ cho nước sôi vào nấu cho nó đỡ tanh nhé. Cái càng cua này thì mình sẽ đập dập ra một tí xíu, sau đó mình sẽ cho vào cái nồi nước dùng luôn. Càng cua với càng ghẹ mình cho vào nước dùng rồi thì mình sẽ cho vào đây một ít muối trước nha. Đây cũng là lần đầu tiên mình nấu bánh canh kiểu này đó các bạn. Nếu các bạn thấy chưa hài lòng hoặc cái gì sai sót thì cứ góp ý giúp Diễm nha. Trong thời gian đó mình sẽ đi luộc thêm một ít trứng cút. Mình có cái nồi nhỏ nhỏ xinh xinh này các bạn. Khi nước nó sôi bùng lên thì bạn sẽ cho thêm cái tôm này vào. Cho tôm này vào khoảng 4 phút thôi thì mình sẽ vớt ra nha các bạn. Còn cái càng cua thì 15 phút nó mới chín, mình vớt ra sau. Tiếp tục là mình sẽ cho huyết vào đây nha các mình bạn. Mình cho vào đây là nấm rơm và mình sẽ nêm vào đây là đường, muối, bột ngọt. Chỉ cần ba gia vị đó thôi các bạn. Cứ canh chỉnh sao cho nó hợp với khẩu vị của gia đình mình là được nha. Càng cua với càng ghẹ vớt ra xong thì các bạn chịu khó lột vỏ ra luôn cho mấy đứa nhỏ nó dễ ăn nha. Để cái nồi bánh canh của mình nó sệt sệt một tí, bạn pha vào giúp mình 2 muỗng bột bắp nhé. Cuối cùng là mình sẽ cho vào đây trứng cút nữa là xong cái nồi bánh canh nè. Còn bánh canh thì mình sẽ luộc riêng ở ngoài. Khi nào ăn á, thì mình sẽ cho vào cái nồi nhỏ như thế này nè các bạn. Mình nấu lên vừa đủ một tô thôi. Sau đó là mình sẽ đổ ra tô nè. Mình cho thêm thịt cua, thịt tôm, càng ghẹ càng cua vậy đó. Bạn thích ăn cái gì thì bạn cứ bỏ vào. Rắc thêm một ít hành, tiêu nữa. Vậy là có tô bánh canh nấu tại nhà ngon lành rồi nè các bạn. Kênh của Diễm là hay chia sẻ những món ngon, đơn giản, dễ nấu trong các bữa ăn hàng ngày. Nếu mà bạn nào thấy yêu thích cái cách nấu của Diễm thì cho Diễm một tim nha.